thuê web server nơi không service IIS chúng mình bốn dương từ add service IIS để cho trở lời start terminal remove program remove no command tick trang application server cho detail nó trang IIS detail tick trang phía tha file transfer protocol anh đồng bày ITP mối tiệt và ok ok và next để xa ní nhầm bàn add hóa nhầm 300 đấy em cancel cho tạm đoàn tới chắc nhầm xa là bóng bà Internet Explorer Sun IE để xa ní nhầm toàn bàn thu web server còn nhầm bà trong tài hạt tác đa được ọt chắc nhầm vậy HTTP nhưng mà vài gì chúng mua domain name chúng mua một server rồi có vài IP đó bỏ server các bạn này ưu thông như vài IP mà rồi cái IP chọn mua ní cứ chạy IP đó bỏ ní cứ chạy IP đó bỏ một sinh server trong một sân viện ní việc score này mà nào việc score được nhóm vài việc tha ok nhóm bật tới nhóm mà hôm nay lưu mai computer vô property computer name chẳng lại này cứ mua với computer pdc.iup.h chẳng nó trang lại IE này cứ nhóm bảo address http p slash ypdc.iup.h chứ thông là nó lại này pdc này kìm là score là trang lại www. Domain name tại mặt đòn thì tiết dân thường thua điện S nó trọng alert nằm bay forward P PDC đi mua một xin PDC tới chia W dù vậy cả nó như một thò thả lấy cho một xin thầm là dân cho mình thế chắc người nợ đà thiệt chắc không nó lại nắng khi dân chọc đám thua web server chắc thì mỗi một những thua web server bán lúc ra tại dân miến web server để dân xây web server đôi chơi đời tập bê đôi chơi web giống như khai thác website bao giờ nhưng thử miền website mua tại mà đòn chắc người ta hỏi nhưng chập làm bài sửa đó hay em chờ ra website mùi ở thằng đi lesson dần tới anh đi đi chơi folder đẹp tốt website bao nhầm chắc nhầm mùi thoa nhầm nhầm được bật lịch nhầm bảo website bảo file dạy thêm ở mùi chắc nhầm sao mà nhầm thay nhầm ưu thoa làm do program để anh ấy chia website chắc nhầm mùi thoa dần thôi chia web server dần tới chắc là bây giờ web server bán khi nhầm trực lực start program chỉ tool do biệt thá internet information service là biên biệt thá IIS tầm mốc em cho ta khăn ông chung mùa machine kêu PDC website chắc khi nhầm mà sẵn tay lưu website nhầm do nhú do website next chẳng lại đi kịp sân nắng khi lại đi kịp sân nắng nhìn lại chung mùa với các bạn này mà là thằng web server next chẳng trọng trọng chẳng đợi ní kì dân gió do IP bom xin server dân tại mà đó và ní HTTP port với cái port 80 chẳng dân default với dân 100 đô bởi xin dân đô port lại 80 nó có nông Internet Explorer dân thật đô port 80 này chẳng dân 100 đô thế dân next trong phần này cứ dùng bỏ từ căn thì tăng đã tụt tại đây website bởi dường chứ nó không tại đi lesson nó không nông website bởi nhầm chẳng đi phụ đỡ mê mà ta tụt website tặng ngọt ok next chẳng đi chạy tông read write và send write cái ai cài bởi dường bàn bỏ bàn cho nhầm bạch chấm cái default mới dừng cài tập bản năng bàn này next finish tập mới dường mình chung mua mỗi cứ web server mình ta móc cái ní cứ pha ran mà là pha men pha in đại dương hợp hay đầm bốn á chắc nhầm tất cả đội cắt cho một việc tốt cứ rename về máu chắc nhầm copy cho một nắng cứ in đại đặt thì ấm nhầm copy môn môn rename mà lấy nhầm copy mà đó mình ta móc thiết nhầm mai sắm tay lớn lấy cho một web server dương do property
tôi móc nó lơ document trong đấy nhầm remove cho được không hai nhầm add cho mô đời nhầm anh copy bên châu nhầm phá ok và apply ok chứng nhầm tập bình đẳng nhầm refresh tới nâng ca con vg web server mình là bình đẳng tế tôi móc nhầm sao là bọn thuộc tệ nếu nhầm thuộc tệ này lơ mà xin server chứng nhầm tế nhầm vậy http chuyện mùi tại IP sẵn chân nó bên nút web server dân trình gặp mất dân tài chạy nhà lấy dân tài chạy tí phí cứ dân xạ tế vay domain name đó http pds nì enter chân đi kìa chân lại nó nhâm xạ tại tay lược lại anh vinh mà đó chúng nhân làm tài lưu Windows XP lược lại ấn chúng nhân bật Internet Explorer mở hai nhân chụp ra vậy HTTP domain name được IP các bạn đã thành IP chưa Enter tôi chạm một tịch chúng website lược lại ấn có vị trình được như thế này chúng là lấy nhầm chập ram đôi chấm mua nhầm chập ram đôi chấm mua tờ chia www vinh ô tô thành lược lại ấn nhầm vậy nên lơ Windows speak lại ấn nhầm vậy http www.ovpuk nhầm enter chào mừng tết chúng bị error chúng mình tha để sai dương toàn bàn thuê new alert này điện này ai đa này để bây giờ được dùng thì chúng nhắm chập ram tạo lập tài khoản server mình để nhắm ba tài lứ ai một mối nhắm trang tên là server đó để tha ta để bây giờ đạt ở đấy cứ nhắm tên là server mình www.ovpuk.edu chọn cái enter server có việc đà này chứ như chọn đàm tới cập nhật ở trong điện này start program restore tool giúp biết điện này nơi trong forward loop zone tầm mà nhưng mà sắm này giờ nhú là chúng lại muốn chọn đặt mua về bao giờ chọn review được gồm mail đặt mail tại vì nó đặt review chẳng phải nó vì tại mua đầu review đặt domain name ở UPP đặt review được cái và tại nên toàn lại full này cứ dùng bỏ tài khoản phát rồi bỏ primary server dùng cứ PDC ok chẳng là phải lúc dùng miễn phạt mùi hay dùng refresh bất nhóm chụp ra 3 cái IE một lần tiết là bây tế www vinh dùm chạy lên đi dơ tay một lần máu ở miền tế http www.ovpp chạy edu chạy ke để sáng đi việc toàn refresh fix này là server dưỡng chứ nhầm vài chỗ đó nhầm vài GP update slash fork nhầm vài vi refresh switch sát mây cái bây giờ bạn thuê như là thông tin này hỏi dân nhập làm vậy thì bây giờ đọc ra dụng phía dụng kế in thêm á cứ bằng hai website được cái này chắc nó càng lấy và sao bây giờ vay đọc ra dụng phía dụng kế và trang tế cứ dân restart server rồi lot of server mới tới bạn biết là cả mà chắc nó càng làm lại web server tới bạn mình chọn